Xin kính chào, cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Trước hết sẽ là một số nội dung chính sẽ có trong chương trình tối nay, thứ tư, ngày 8 tháng 11. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 với nhiều nội dung quan trọng. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra tình hình thực hiện đầu tư xây dựng, giải ngân vốn đầu tư công một số dự án trên địa bàn tỉnh. Động lực xuất khẩu từ các dự án FDI công nghệ cao. Các ngoại trưởng G7 thảo luận nhiều vấn đề quốc tế đang được dư luận quan tâm, trong đó có việc thúc đẩy các nỗ lực hòa bình ở giải Gaza cũng như cuộc xung đột Nga-Ukraine. Hôm nay, dưới sự chủ trì và điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội kết thúc phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn của kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Buổi chiều, sau khi làm việc tại hội trường, các đại biểu họp tại tổ thảo luận về hai dự án luật công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp và dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản. Trong phiên chất vấn sáng nay, đại biểu nêu một số vấn đề như các giải pháp để tăng năng suất lao động, sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực chất lượng cao sau xuất khẩu lao động, những khó khăn của các cơ quan báo chí trong việc thực hiện cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ, xây dựng định mức kinh tế, kỹ thuật, các giải pháp đột phá để đưa Việt Nam phát triển trong kỷ nguyên số. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã giải trình, làm rõ các vấn đề liên quan, đồng thời trực tiếp trả lời chất vấn của các đại biểu. Phát biểu kết thúc phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, trong 2,5 ngày chất vấn với tinh thần xây dựng, tâm huyết và trách nhiệm cao, đã có 152 đại biểu thực hiện quyền chất vấn và 39 lượt đại biểu tham gia tranh luận. Đây là lần đầu tiên trong nhiệm kỳ khóa 15, Thủ tướng, tất cả Phó Thủ tướng Chính phủ và 21 vị Bộ trưởng, trưởng ngành đã trực tiếp trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội. Các đại biểu đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, đặt câu hỏi ngắn gọn, rõ ràng, đi thẳng vào vấn đề. Chủ tịch Quốc hội cũng ghi nhận các thành viên Chính phủ, trưởng ngành đã trả lời thẳng thắn, giải trình nghiêm túc, làm sáng tỏ nhiều vấn đề và đề ra giải pháp khắc phục. Chiều nay, Quốc hội nghe Chính phủ trình dự án luật công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp và dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản và tiến hành thảo luận tại tổ về dự thảo các dự án luật này. Đại biểu Ma Thị Thúy, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang đề nghị bổ sung hình thức đấu giá trực tuyến, xem xét quy định thời gian thông báo thay đổi địa điểm trước ngày mở cuộc đấu giá, tỷ lệ phần trăm đặt cọc khi tham gia đấu giá, cũng như quy định mức giá tài sản tối thiểu tham gia đấu giá, tạo cơ chế mở cho đội ngũ đấu giá viên hoạt động thuận lợi hơn. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi kiểm tra tình hình thực hiện đầu tư xây dựng, giải ngân vốn đầu tư công một số dự án trên địa bàn tỉnh. Cùng đi có lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh, lãnh đạo thành phố Tuyên Quang và huyện Yên Sơn. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã đến kiểm tra thực tế về thực hiện xây dựng, giải ngân vốn đầu tư công đối với công trình bệnh viện Suối khoáng Mỹ Lâm thành phố Tuyên Quang do Sở Y tế làm chủ đầu tư. Đến thời điểm hiện tại, công trình đang vượt tiến độ thi công so với kế hoạch. Nếu như được bàn giao đầy đủ mặt bằng, đơn vị sẽ hoàn thành việc thi công công trình vào đầu năm 2024. Từ lúc bàn giao ngày giải phóng mặt bằng là ngày 16 tháng 2 là thi công liên tục trong 9 tháng, cũng đang cố gắng là chủ tư bàn giao tất cả cái mặt bằng sạch cho nhà thầu và chúng đang cũng phấn đấu đến ngày 31 tháng 1 năm 2024 là hoàn thành trước thời dự kiến 5 tháng. Sau khi nghe các vướng mắc của đơn vị thi công, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị đơn vị tiếp tục huy động tối đa nhân lực vật lực đẩy nhanh tiến độ thi công với mục tiêu cao nhất là hoàn thành công trình vào cuối năm 2023 nhưng không làm tăng tổng mức đầu tư và phải điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án. Trong năm 2023 là hoàn thành cơ bản cái này, không phải điều chỉnh chủ trương đầu tư nữa. Bây giờ tiến độ nó chậm không phải do nhà thầu nhưng mà do giải phóng mặt bằng. Giải quyết được cái giải phóng mặt bằng này thì những cái công việc mà nó chậm mà nó dịch chuyển sang năm 2024 chỉ là thủ tục hồ sơ thanh toán. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành của tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố chủ động phối hợp chặt chẽ xử lý những vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng để góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công dự án. Cũng trong sáng nay, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra việc xây dựng tuyến đường từ khu du lịch Suối khoáng Mỹ Lâm đến quốc lộ 2D kết nối với đường cao tốc Tuyên Quang Phú Thọ do Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư. Dự án có tổng chiều dài gần 9 km, điểm đầu tuyến tại xã Kim Phú, thành phố Tuyên Quang
điểm cuối tuyến là nút giao cao tốc Tuyên Quang Phú Thọ thuộc địa phận xã Nhữ Khê, huyện Yên Sơn. Hiện nay các nhà thầu đang tiến hành thi công nền đường và một số hạng mục khác. Tuy nhiên trên tuyến còn 31 hộ thuộc địa bàn thành phố Tuyên Quang và huyện Yên Sơn chưa nhận tiền đền bồi thường để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Qua kiểm tra thực tế tại các điểm còn vướng mắc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn đề nghị đối với cấp ủy chính quyền địa phương có tuyến đường đi qua cần đẩy mạnh hơn nữa công tác đối thoại, tuyên truyền tới các hộ gia đình nằm trong diện phải di rời để sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Đối với thành phố Tuyên Quang và huyện Yên Sơn, đẩy nhanh công tác điều chỉnh quy hoạch khu tái định cư để tổ chức giao đất cho các hộ gia đình cá nhân phải di chuyển, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tháo gỡ điểm nghẽn trên tuyến để thi công liền mạch, đảm bảo giải ngân vốn đầu tư công và tiến độ chung, phấn đấu kết thúc dự án trong thời gian sớm nhất. Sở Công Thương phối hợp với Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương đã tổ chức lớp tập huấn phát triển nguồn nhân lực tỉnh Tuyên Quang thuộc chương trình Phát triển Thương mại Điện tử Quốc gia năm 2023 vào sáng nay mùng 8 tháng 11. Thương mại hiện nay không chỉ là hoạt động giao dịch, trao đổi hàng hóa, dịch vụ theo các phương thức truyền thống mà đang phát triển mạnh mẽ trên các nền tảng công nghệ kỹ thuật số, đang là xu hướng phát triển trong nước và thế giới. Qua lớp tập huấn, học viên được bồi dưỡng những kỹ năng về xây dựng thương hiệu, phát triển kinh doanh trên sàn thương mại điện tử và các nền tảng mạng xã hội, hỗ trợ làm video, hình ảnh, sử dụng công nghệ AI trong viết nội dung tiếp thị, quảng bá sản phẩm, nâng cao nhận thức, kỹ năng, trình độ, thúc đẩy việc ứng dụng thương mại điện tử trong công tác quản lý của nhà nước, hoạt động sản xuất kinh doanh của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp. Những năm qua, sản xuất nông nghiệp an toàn theo tiêu chuẩn hữu cơ và Việt Gáp đã được bà con nông dân huyện Hàm Yên quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả. Không những nâng cao chất lượng giá trị cho nông sản, đây còn là cơ hội để mở rộng thị trường tiêu thụ, thúc đẩy kinh tế nông nghiệp phát triển bền vững. Với trên 7.000 ha cam sành, cam Vinh, cam V2, nhiều năm qua bà con nông dân địa phương này đã mở rộng diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn, quy chuẩn. Tuy năng suất không tăng, nhưng giá trị của loại quả này đã cao gấp 3 lần so với sản xuất thông thường. Đặc biệt là vấn đề môi trường, sức khỏe người tiêu dùng được đảm bảo và đầu ra cho sản phẩm cũng thuận lợi hơn. Nhà tôi sản xuất hữu cơ thì cũng rất là tốt, bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe. Nó không có gì độc hại. Để sang năm tôi cũng mở thêm lấy một diện tích thêm ít nữa để tăng thêm thu nhập cho gia đình. Toàn bộ vườn cam nhà tôi là chăm sóc theo kiểu Việt Gáp. Số lượng cây cam hiện tại đang thu là gồm có cam Vinh, cam Cao Thành và cam xã Đoài ạ. Cộng thêm gần 1.000 cây bưởi nữa. Dự tính năm nay khoảng gần 200 tấn với giá là đang ước tính là khoảng 2 tỷ rưỡi. Cùng với cây cam, cây chè hay một số loại cây rau màu đã được bà con nông dân huyện Hàm Yên phát triển khá mạnh. Việc khuyến khích thành lập các hợp tác xã đã định hướng người sản xuất theo chuỗi liên kết, bảo đảm sản phẩm sạch, an toàn. Toàn huyện đã hình thành 19 mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, có 15 hợp tác xã, 14 doanh nghiệp, trên 2.000 hộ gia đình sản xuất theo hình thức này. Xây dựng được 21 sản phẩm OCOP, trong đó có 2 sản phẩm 4 sao, 19 sản phẩm 3 sao, 10 sản phẩm được công nhận nhãn hiệu. Phòng nông nghiệp cũng tiếp tục mà bám sát các chủ trương chính sách của tỉnh để tuyên truyền, vận động các hộ gia đình và các tổ chức cá nhân có diện tích cây trồng như là cây cam, cây chè, cây bưởi để tiếp tục để quy hoạch vào những cái vùng sản xuất hữu cơ mang tính chủ lực của huyện, làm sao cho sản phẩm ra thị trường là sạch và an toàn thực phẩm. Với những cơ chế chính sách khuyến khích đẩy mạnh liên kết sản xuất nông nghiệp an toàn theo các tiêu chuẩn, không những nâng cao giá trị cho sản phẩm mà còn là cơ hội để mở rộng thị trường tiêu thụ, thúc đẩy kinh tế nông nghiệp phát triển bền vững gắn với du lịch sinh thái, trải nghiệm. Khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI luôn chiếm ưu thế trong xuất khẩu của Việt Nam nhiều năm qua. Cùng với những chuyển biến về chất trong việc thu hút đầu tư nước ngoài với sự có mặt của ngày càng nhiều, tập đoàn công nghệ lớn, hoạt động xuất khẩu của khu vực này cũng đang có những chuyển biến tích cực khi đóng góp của các sản phẩm xuất khẩu có hàm lượng công nghệ cao, giá trị gia tăng ngày càng lớn. Mới đây, một nhà máy sản xuất chip bán dẫn lớn nhất của tập đoàn Amos Hoa Kỳ đã được khánh thành tại tỉnh Bắc Ninh. Với tổng vốn đầu tư 1,6 tỷ đô la Mỹ, dự kiến thu hút khoảng 10.000 lao động. Dự án là một trong những mắt xích quan trọng trong chuỗi sản xuất chip trên toàn cầu. Chuỗi cung ứng toàn cầu bị ảnh hưởng trong thời kỳ đại dịch, những vấn đề địa chính trị căng thẳng là những lý do chúng tôi đưa ra quyết định đầu tư vào Việt Nam. Chúng tôi sẽ cố gắng xây dựng hệ sinh thái các nhà cung cấp ở đây để giúp Việt Nam trở thành một mắt xích quan trọng trong xuất khẩu chip bán dẫn. Trước Amos,
sự có mặt của nhiều sản xuất lớn trong đó có thể kể đến Samsung đã có đóng góp quan trọng vào xuất khẩu của Việt Nam. Năm 2022, xuất khẩu của doanh nghiệp này tại Việt Nam đạt 65 tỷ đô la Mỹ, chiếm 8,9% kim ngạch xuất khẩu Việt Nam. Có thể thấy một xu hướng rất rõ nét trong hoạt động đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản ở Việt Nam. Đó là thay vì chỉ sản xuất đơn thuần, nhiều doanh nghiệp như Sony, Hitachi, Fujitsu đã trở thành nhà cung cấp dịch vụ. Điều đó cũng có nghĩa là họ đang đóng góp giá trị gia tăng cao hơn cho sản xuất và xuất khẩu của Việt Nam. Hiện nay cũng đang có một cái làn sóng đầu tư cho Việt Nam rất mạnh mẽ trong việc điện tử, tin học, công nghệ cao và mới sáng tạo. Hàng hóa đầu ra sản xuất khẩu đi châu Âu và Mỹ, tức là toàn công nghệ cao và quy mô lớn. Cái đấy là chúng ta cũng rất khuyến khích. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến tháng 10, đóng góp xuất khẩu các doanh nghiệp FDI không kể dầu thô ước đạt 212 tỷ đô la Mỹ, giảm 8%, chiếm 73% kim ngạch xuất khẩu cả nước. Đáng chú ý các lĩnh vực như máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, điện thoại các loại ngày càng chiếm tỷ lệ cao về giá trị trong giò hàng xuất khẩu của khu vực này. Sau đây là cập nhật tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh. Theo số liệu của Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp, trong ngày 7 tháng 11 năm 2023, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công toàn tỉnh tăng 0,1%, có 4 đơn vị có phát sinh giá trị giải ngân. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 2.629 tỷ 280 triệu đồng trên 6.954 tỷ 567 triệu đồng, đạt trên 37,8% kế hoạch. Giá trị giải ngân tăng thêm 6 tỷ 370 triệu đồng. Trong đó, có 24 đơn vị có tỷ lệ giải ngân cao hơn bình quân chung của tỉnh. 13 đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp hơn bình quân chung của tỉnh. Tỷ lệ giải ngân của các đơn vị đến hết ngày 7 tháng 11 năm 2023. Có 8 đơn vị có tỷ lệ giải ngân đạt trên 75% kế hoạch. Có 11 đơn vị có tỷ lệ giải ngân đạt trên 50 đến 75% kế hoạch. Có 7 đơn vị có tỷ lệ giải ngân đạt từ 30 đến 50% kế hoạch. Các đơn vị có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 30% kế hoạch gồm Sở Thông tin và Truyền thông trên 25,8%, Sở Xây dựng 5,14%, Trường Cao đẳng nghề trên 3,8%, Thành phố Tuyên Quang trên 24%, Huyện Hàm Yên 14,3%. Đơn vị có phát sinh giá trị giải ngân trong ngày gồm 4 đơn vị. Huyện Hàm Yên, giá trị giải ngân tăng thêm trên 5 tỷ đồng. Huyện Lâm Bình, giá trị giải ngân tăng thêm 961 triệu đồng. Các đơn vị, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, huyện Sơn Dương, có phát sinh giá trị giải ngân trong ngày. Tuy nhiên, giá trị giải ngân tăng thêm không nhiều so với kỳ báo cáo ngày 6 tháng 11 năm 2023. Trong phần tiếp theo của chương trình, nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển kinh tế, ổn định đời sống. Khắc phục khó khăn trong thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới 2018. Thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, các địa phương trong tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển kinh tế, ổn định đời sống. Trong đó có chương trình hỗ trợ làm nhà. Là một trong hơn 50 hộ được hỗ trợ làm nhà theo hình thức chìa khóa trao tay do Bộ Công an thực hiện. Hơn một năm nay, gia đình ông Lương Quang Mai yên tâm hơn khi sống trong ngôi nhà mới này. Đối với ông và những hộ có hoàn cảnh khó khăn, có được ngôi nhà kiên cố vẫn luôn là niềm mơ ước từ nhiều năm nay. Đây là một chương trình ý nghĩa với mong muốn ngôi nhà mới sẽ giúp các gia đình có chỗ ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống, đóng góp vào phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Trước đây thì có cái nhà gỗ, nhà bếp, nhà gỗ thôi, cũng mục rồi, cũng sắp đổ rồi. Xong được Đảng, Nhà nước với Bộ Công an làm hỗ trợ được cái nhà này. Gia đình cũng quý rồi, cảm ơn Đảng, Nhà nước thôi, các ban ngành tạo điều kiện giúp đỡ gia đình. Mỗi ngôi nhà này do Bộ Công an hỗ trợ có giá trị 50 triệu đồng, diện tích gần 40m². Trực tiếp đến thăm các hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà ở, mới có thể thấy hết được niềm vui của bà con, thấy được ý nghĩa của các chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo. Trong năm 2022, bằng sự chung tay từ toàn xã hội và nhiều nguồn lực hỗ trợ khác nhau,
Trung Yên đã tổ chức xây dựng và bàn giao đưa vào sử dụng hơn 70 nhà. Năm nay, xã tiếp tục hỗ trợ làm nhà mới cho 12 hộ, giúp các gia đình trên địa bàn xã có cơ hội an cư lạc nghiệp, cải thiện cuộc sống. Thì trong những năm qua thì thực hiện có hai cái chương trình. Cái thứ nhất là chương trình từ nguồn vốn của Mặt trận Tổ quốc. Cái thứ hai nữa là cái sự hỗ trợ của Bộ Công an về xây dựng cái xóa nhà tạm. Bằng cái nỗ lực của nhân dân nữa thì cái việc xóa nhà tạm thì từng bước là sẽ được thực hiện. Những ngôi nhà mới đã và đang được hoàn thiện không chỉ giúp các hộ nghèo đạt được nhu cầu về nhà ở, mà những ngôi nhà nhân ái ấy còn chứa đựng ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đồng thời giúp các địa phương, nhất là những xã đặc biệt khó khăn như Trung Yên, giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội. Tại những địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, việc xuất hiện các tấm gương điển hình trong phát triển kinh tế đã có sức lan tỏa sâu rộng để bà con học tập và làm theo. Anh Âu Văn Quán, xã Đông Thọ, huyện Sơn Dương là một tấm gương như vậy. Trước đây, cuộc sống của gia đình anh Âu Văn Quán, dân tộc Cao Lan, ở thôn Trung Thu, xã Đông Thọ, gặp rất nhiều khó khăn. Với quyết tâm không cam chịu cái nghèo, sau khi đi học tập kinh nghiệm nhiều nơi, tận dụng diện tích đất của gia đình nằm xa khu dân cư, thích hợp với chăn nuôi, năm 2017, anh đã đưa giống gà mía vào nuôi thương phẩm. Nhờ cách làm bài bản khoa học, đàn gà phát triển tốt, tạo thu nhập ổn định cho gia đình. Cùng với đồng vốn tích góp, anh đã vay thêm 1 tỷ đồng để đầu tư hệ thống cho ăn tự động và mở rộng diện tích chăn nuôi. Hiện trang trại của anh đang duy trì 4 khu chuồng, mỗi lứa nuôi trên 7.000 con gà, lúc cao điểm lên đến hơn 10.000 con. Trong quá trình mô hình này cũng gặp nhiều khó khăn đấy. Ngân hàng chính sách hỗ trợ cho 50 triệu, đợt vừa rồi huyện hỗ trợ cho vay 800. Có một số hộ dân cũng về đây rồi, tôi cũng chia sẻ cho chăn nuôi để bà con cùng nhau phát triển tốt hơn. Bên cạnh gà thương phẩm làm nguồn thu nhập chính, anh Quán còn kết hợp chăn nuôi thêm lợn, thả cá và trồng rừng. Mô hình sản xuất VACR này đã tạo ra được nhiều sản phẩm cung cấp cho thị trường, giảm được chi phí sản xuất và tận dụng được phụ phẩm nông nghiệp. Vừa làm vừa rút kinh nghiệm, đến nay mô hình này đã giúp anh Quán có nguồn thu nhập mỗi năm đạt trên 1 tỷ đồng. Đây cũng là địa chỉ để nhiều hội viên nông dân trong và ngoài địa phương tới tham quan học tập. Mô hình gia đình anh Âu Văn Quán này là một mô hình điển hình. Gia đình anh cũng là mạnh dạn, dám nghĩ dám làm. Cũng đạt hiệu quả. Theo như tôi thì cũng muốn là nhân rộng được nhiều mô hình như thế để cho thôn càng ngày càng phát triển. Ông là một trong những hội viên là hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh của Hội nông dân xã Đông Thọ, là một trong những cái gương điển hình và cho các hội viên khác thay đổi được cái nếp nghĩ, cách làm trong công tác phát triển kinh tế. Không chỉ mạnh dạn trong phát triển kinh tế gia đình, anh Quán cũng tích cực chia sẻ kinh nghiệm sản xuất với bà con nhân dân trong thôn, trong xã. Với mong muốn cùng nhau phát triển, xây dựng quê hương ngày càng đổi thay, những tấm gương như anh đang góp phần tô thêm hình ảnh đẹp về người nông dân cần cù, chịu khó, làm giàu trên chính quê hương mình. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Giáo dục Phổ thông mới 2018 được thực hiện từ năm học 2020-2021. Mặc dù cho đến thời điểm này vẫn còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất hay đội ngũ giáo viên, song các đơn vị trường học trong tỉnh đã có nhiều nỗ lực cố gắng, phấn đấu hoàn thành tốt các yêu cầu đặt ra. Tại trường Tiểu học Minh Dân, huyện Hàm Yên, các thiết bị đồ dùng học tập phục vụ cho chương trình Giáo dục Phổ thông 2018 đã được trang cấp khá đầy đủ. Đây là điều kiện thuận lợi để công tác dạy và học được thực hiện theo đúng mục tiêu chương trình. Các lớp học cũng được lắp đặt màn hình TV, mạng Internet để phục vụ tốt cho các hoạt động khơi dậy hứng thú cho các em học sinh. Tuy nhiên hiện nay, phòng tin học của nhà trường vẫn chưa có thiết bị gây khó khăn trong việc giảng dạy môn học này đối với học sinh lớp 3 và lớp 4. Nhìn chung là môn tin học đã được áp dụng lớp 3, lớp 4, thế nhưng mà nhà trường cũng thiếu thiết bị dạy học như máy tính cho cái phòng học tin học này. Nhà trường cũng rất mong là được các cấp quan tâm và trang cấp cho nhà trường với số máy tính phục vụ cho cái môn tin học. Còn về trường trung học cơ sở Cấp Tiến, huyện Sơn Dương, năm học này nhà trường có 12 lớp với gần 500 em học sinh, thiếu giáo viên bộ môn tiếng Anh. Phòng học môn này phải bố trí chung với phòng học trực tuyến của nhà trường. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất phục vụ cho việc dạy và học
nhất là các phòng thí nghiệm, thực hành cũng còn nhiều thiếu thốn. Để khắc phục tình trạng này, bên cạnh việc bố trí, sắp xếp giáo viên, tập thể cán bộ giáo viên nhà trường đang nỗ lực cố gắng đảm bảo việc dạy và học được thực hiện theo đúng chương trình năm học. Năm học 2023-2024 thì nhà trường còn thiếu rất nhiều về cơ sở vật chất, rồi về thiếu giáo viên. Nhưng chúng tôi quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ của năm học theo những mục tiêu, kế hoạch đã đề ra. Thiếu giáo viên, các điều kiện về cơ sở vật chất chưa đầy đủ. Đây là tình trạng chung vẫn đang diễn ra tại khá nhiều trường học trong tỉnh. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018. Ngoài sự nỗ lực của các đơn vị, trường học, ngành giáo dục và đào tạo đã và đang có những kế hoạch cụ thể. Thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục đề xuất với tỉnh lồng ghép các cái nguồn lực, nguồn vốn từ các cái chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới, từ chương trình giảm nghèo bền vững để mà đầu tư cho các cái đơn vị để đảm bảo cái chương trình giáo dục phổ thông 2018. Chương trình giáo dục phổ thông mới được xây dựng theo mô hình phát triển năng lực, giúp học sinh hình thành và phát triển những phẩm chất năng lực được kỳ vọng. Giải quyết kịp thời những khó khăn sẽ giúp các cơ sở giáo dục tại địa phương thực hiện tốt nhất các mục tiêu chương trình này đặt ra. Trong nhiều năm qua, việc học tập và làm theo Bác đã lan tỏa sâu rộng đến từng chi bộ cơ sở, tác động mạnh mẽ tích cực đến nhận thức, tư tưởng, tình cảm và hành động của cán bộ đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Nhiều phong trào thi đua được triển khai kịp thời, mang lại hiệu quả thiết thực, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, tạo sự lan tỏa trong xã hội. Thôn 31, xã Thái Sơn, với diện mạo khang trang sạch đẹp. Những thành quả này đều có sự đóng góp của chi bộ thôn về những đảng viên nói đi đôi với làm, gương mẫu tiên phong để vận động nhân dân làm theo. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ đảng viên trong thôn lựa chọn những việc làm thiết thực, phù hợp với từng người, gắn với các tiêu chí cụ thể trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Nhờ đó mà bà con đồng tình, hưởng ứng, hiến đất, đóng góp tiền của, ngày công để tham gia nâng cao các tiêu chí, tạo nên sự đổi thay trong diện mạo thôn xóm. Với nhiều kết quả tích cực, chi bộ thôn đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen về những thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023. Nhân dân thôn 31 là về cái ý chí tư tưởng học tập làm theo đạo đức Hồ Chí Minh thì kể cả trong nhân dân và hội viên, đoàn viên là chúng ta rất nêu cao và cũng có một sự đoàn kết thống nhất. Kinh tế thì chúng tôi đang phấn đấu là đạt hơn 4 và khoảng 45 triệu đồng trên người trên năm, và từ nay đến 2025 thì sẽ phấn đấu là đạt 50 triệu. Cũng là một trong những tập thể tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023. Chi bộ tổ dân phố 21, phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang chú trọng việc gần dân, sát dân, lắng nghe nguyện vọng của nhân dân, lựa chọn những việc làm có lợi cho nhân dân mà thực hiện. Bằng cách làm đó, tổ dân phố này đã xây dựng được khối đoàn kết, chung sức hoàn thiện cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế hiệu quả, làm tốt công tác tự quản, xây dựng các khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp. Thực hiện làm sao để cho thứ nhất là đem rất nhiều lợi ích cho nhân dân. Muốn làm được việc đấy thì toàn bộ cấp ủy và đảng viên của chi bộ phải đi đầu trước. Thì nhân dân nhìn vào cái việc mà đảng viên làm được thì nhân dân ủng hộ và đều đồng tình. Thì tôi lấy 100% mà cái khu dân cư chúng tôi là đều đồng tình ủng hộ với cái việc mà làm theo đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thời gian qua, nhiều chi bộ trên địa bàn tỉnh đã có những cách làm hay, sáng tạo, thiết thực trong triển khai thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó mang lại những kết quả tích cực, thể hiện rõ nét qua diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống kinh tế, văn hóa xã hội ngày càng được nâng lên. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả, các chi bộ đã và đang tạo niềm tin vững chắc cho nhân dân, đồng thời góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có sức lan tỏa sâu rộng trong tập thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tin thế giới, ngày 8 tháng 11 trong ngày họp thứ hai tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản, các ngoại trưởng của nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 đã thảo luận về nhiều vấn đề quốc tế đang được dư luận quan tâm, trong đó có việc thúc đẩy các nỗ lực hòa bình ở giải Gaza cũng như cuộc xung đột Nga-Ukraine. Hội nghị ngoại trưởng G7 tại Tokyo trong ngày làm việc thứ hai tiếp tục với 5 phiên thảo luận về các vấn đề khác như xung đột Nga-Ukraine, diễn biến khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, vấn đề hạt nhân tên lửa Triều Tiên,
cũng như chương trình hành động để thực hiện cam kết được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh G7 được tổ chức hồi tháng 5 vừa qua tại Hiroshima. Thảo luận nhiều vấn đề mang tính toàn cầu, nhưng trọng tâm của hội nghị ngoại trưởng G7 lần này tại Tokyo sẽ là tình hình xung đột giữa Hamas và Israel. Nước chủ nhà Nhật Bản kỳ vọng sẽ đạt được sự thống nhất giữa các nước thành viên để có thể cải thiện tình hình căng thẳng tại Trung Đông trong thời gian sớm nhất. Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Costa đã tuyên bố từ chức trong bối cảnh đang diễn ra cuộc điều tra của các công tố viên về những hoạt động được cho là bất thường của chính phủ trong việc xử lý các dự án khai thác lithium và hydro. Thủ tướng Costa công bố quyết định này trong một phát biểu trên truyền hình sau cuộc gặp với Tổng thống Bồ Đào Nha Marcelo Rebelo de Sousa. Văn phòng Tổng thống Bồ Đào Nha cho biết ông Sousa đã chấp thuận đơn từ chức của Thủ tướng Costa. Ông Sousa cũng triệu tập cuộc họp với các đảng trong Quốc hội vào ngày hôm nay để quyết định Đảng Xã hội đang chiếm đa số ghế sẽ bầu Thủ tướng mới hay giải tán Quốc hội để tổ chức bầu cử sớm. Kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua trên thị trường chứng khoán Mỹ, cả S&P 500 và Nasdaq Composite đều khởi sắc và ghi nhận chuỗi tăng điểm dài nhất trong gần 2 năm qua. S&P 500 tăng điểm phiên thứ 7 liên tiếp đầu tiên kể từ khi ghi nhận 8 phiên tăng liền vào tháng 11 năm 2021. Trong khi đó, Nasdaq Composite cũng đạt được 8 phiên tăng điểm liên tiếp đầu tiên kể từ khi ghi nhận chuỗi tăng một mạch 11 phiên vào tháng 11 năm 2021. Dow Jones cũng có trong tay phiên tăng điểm thứ 7 liên tiếp và ghi nhận đợt bứt phá dài nhất kể từ tháng 7 năm nay. Hiện Fed đang chờ đợi thêm nhận định từ một số quan chức ngân hàng trung ương, bao gồm Chủ tịch Fed Jerome Powell. Bên cạnh đó, các công ty lớn cũng sẽ công bố lợi nhuận trong tuần này. Đến đây chúng tôi cũng xin được kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn và xin kính chào tạm biệt.